mừng ngày tháng bé gạo. Gia Thảo chúc bé gạo là ngày tháng vui vẻ, mạnh khỏe, một đời an nhiên. Và đây là mâm cúng trọn gói đầy tháng bé gái, tông màu hồng nha cả nhà. Thì đầy tháng bé gái là gồm có 12 phần chè đôi nước. Chè đôi nước này là chè nước màu trắng và hồng. Sau này là xôi hồng chữ phước, 13 phần xôi nha. Có trầu, cao, gạo, rượu, muối, giấy cúng. Đầy tháng cho nên là có hoa trang cúng miếng cả nhà. Giấy cúng thì có văn phấn, có cọp, có bộ đồ tế đầy đủ cả nhà. Đây, có hai con gà và cháo, trái cây, ngũ quả 5 loại. Hoa thì hai loại là hoa cát tường và hoa đồng tiền. Có 12 hoa trang trí để bàn theo tông màu nha. Đây là tông màu hồng nha nhà. Rồi heo quay này của chủ nhà tự chuẩn bị nha. Đó. Bánh kem cũng của chủ nhà ha. Rồi phần còn lại là của bên em giao đến và trang trí cả nhà luôn. Đó. Thì bên em trang trí được tất cả các mẫu bàn tròn này vuông hay là trên dẹp trên giường đầy đủ hết nha nhà. Còn cũng đủ lễ theo phong cách truyền thống nha cả nhà ha. Chuẩn bị cúng nha. Đối diện với tổng điện lực Trà Vinh ngay dốc cầu Long Bình luôn. Rồi, cho chủ nhà cúng đây nha. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã xem. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, an lành.